vẫn còn muốn ngủ sao? Sao tai họa giáng xuống gia đình, Kim Shin hoàn toàn trở thành một con người khác. Chết mất thôi. Công ty của chúng ta đã phá sản rồi. Ba năm chịu đủ mọi đắng cay, Kim Shin ra tù với kế hoạch tìm thù rửa hận. Cái thằng này không biết lớn bé à? Đừng quản lý em. Lúc em làm xong, em sẽ lại tới. Đối thủ của anh là Seo-do-woo, thông minh tột bậc nhưng tính cách nham hiểm với những suy nghĩ khác người. Việc kinh doanh, tôi sẽ lấy cái tôi có và anh sẽ lấy cái anh có. Người đàn ông này có một trái tim trống rỗng giống mình. Có người khác đã theo chúng ta mua vào, là tên Chedou đó. Tất cả vào vị trí đi, mọi người mua 150 triệu. Cuộc chiến khốc liệt trên thị trường tài chính cổ phiếu giữa Kim Shin và Do-woo, ai sẽ giành phần thắng? Không thể như vậy được. Họ không có động tĩnh gì là sao? Tôi tin chắc họ sẽ theo dõi chúng ta thông qua việc mua vào. Hãy điều tra tất cả bọn họ. Kim Shin, hãy tới một mình. Nếu anh muốn tôi mua lại cổ phiếu, anh phải quỳ dưới chân tôi. Quý khán giả đón xem 31 tập của bộ phim Hàn Quốc Thương Trường Dậy Sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh NTV, bắt đầu từ trung tuần tháng 2 năm 2014.